anh ra. Vâng, thế thì bây giờ anh chụp luôn cho anh đây nhé. Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng nhé. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá. Cảm ơn Phạm Hà em nhé. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá nhiều đầu xe bên em. Chúc khách hàng nhà mình có một buổi trưa ngày chủ nhật ăn cơm bấm áp bên gia đình này, một ngày nghỉ rất là vui vẻ đúng không ạ? Chào Phạm Hà nhé, chào anh Ngô Hùng ạ, chào anh chào anh ngày mới ạ, Phong ngày mới ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm cho em được không ạ? Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Hôm nay thì em Hương lại về thêm Accent 2018 màu trắng số sàn bàn đủ các bác này. Accent số sàn hay là số tự động thì em Hương đều về rất là nhiều nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên ạ. Hôm nay em về nhiều xe lắm ạ, mà thời tiết thì quá là nắng ạ. Quả kính đẹp thế em. Hôm nay đeo kính cho nó ngầu một tí anh ạ. Em chào anh Hoàng Tử Bonsai nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. 15 khách hàng thân yêu của em Hương ạ. Chia sẻ mỗi bác cho em Hương xin một nút chia sẻ thôi. Lên trang cá nhân, lên trang hội nhóm giúp em ạ. Chào bác cơ máu gạo tiền. Nghe cái click face đã thấy là anh em mình rất là vất vả rồi đúng không ạ? Lúc nào cũng phải xoay quanh cơ máu gạo tiền thôi. Em chào anh Trần Văn Chiêm. Chia sẻ nhiệt tình cho em đây Hương nào. Lên 18 khách hàng rồi, 20 khách hàng thôi nên em sẽ đi báo giá ngay. Chào anh Hoàng Long. Anh Hoàng Long chắc phải 2 tháng nay chưa xem livestream của em Lê Hương rồi đúng không ạ? Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nhé. 18 khách hàng rồi, cho em xin phép đợi 2 khách hàng nữa thôi. Đủ 20 khách hàng này em thì báo giá luôn. Không tí lỡ máy nó nóng điện thoại lại không cho like. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi. Hải Dương lắng quá các bác ạ, lắng dã man luôn. Không biết là hôm nay có like được tầm 15-20 phút không chứ lắng lắm ạ. Cho em Hương xin những lượt chia sẻ mới lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em về thêm Accent này, về thêm Vios này, về thêm Xpander. Bán tải thì em Hương rất là nhiều. Từ bán tải đi Isuzu D-Max này, bán tải Chi Tông này. Anh chào em. Anh Hoàng Long ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Chào anh Quyền Trang ạ. Thôi em xin phép quay sang cam sau đây. Không tí máy nó nóng em lại không like được. Kia mà tầm 200 chỉ có Kia Morning thôi anh Quyền Trang ơi. Kia mà tầm 200 thì em có Kia Morning thôi, chứ còn nếu như những dòng như kiểu Kia Cerato thì phải hơn 400 cơ. Kia Morning em có nhá, số tự động cũng chỉ có hơn 100 thôi. Nhìn như bà bán thịt lợn vậy em ơi. Lắng lắm anh ạ. Hôm trước khách đến mà là trên livestream với ở ngoài đời, anh nhìn em khác nhau quá. Ở ngoài đời trông còn ngon gái tí, xong trên livestream như đi cấy. Lắng quá các anh ạ, nên em phải như thế. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Mở màn ngày hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng một chiếc xe Kia Cerato đời 2017, số tự động biển Hà Nội đẹp căng luôn nhá. Một chiếc xe thể thao, số tự động đẹp, em Hương đang bán là 479 triệu. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, xi nhan trên gương, đèn bi salon đầy đủ rồi. Quay cho hộ anh một con à? À được, anh ơi được nha anh nhá. Để em quay cho anh chiếc xe Kia nhá. Kia Morning nhanh nhá. Kia thì tầm 200 thì có Kia Morning thôi ạ. Em sẽ chọn cho mình một chiếc xe Kia Morning. Số tự động có được không anh Quyền Trang hay là số sàn nhỉ anh nhỉ? Số tự động hay là số sàn được không anh? Ở đây thì em có một chiếc xe, anh cần một con đen này. Nếu như mà tầm tiền của mình có hơn 100 thì em có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2006, đăng ký 2010, bản nhập khẩu, số tự động đẹp, biển Hà Nội. Giá chào bán chỉ có 168 triệu thôi. Mà chiếc xe này của em Hương nhá, số tự động đẹp đây ạ. Số tự động đẹp đây, 168 triệu có chiếc xe Kia Morning đi. Số tự động đẹp biển Hà Nội, à số sàn ạ. Số sàn thì phải đời 2016 em có nhiều lắm, trắng này, đỏ này. Số sàn em có cả màu vàng, màu xanh, màu đỏ và màu trắng nhá. Đây, chiếc xe Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2. Em này là số sàn đây, màu vàng.
Em cảm ơn anh Quốc Tuấn này, xe chất lượng, người bán hỗ trợ nhiệt tình, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Ở bên đây thì em còn có Kia Morning này. Con trắng này là số tự động anh ơi, con trắng này là số tự động. Morning bản Sport đời 2011, động cơ trang bị 1.0. Chiếc này là số tự động anh ạ. Đi số tự động vừa nhàn này, hai vợ chồng đều có thể đi được, bằng B1, B2 mình đều có thể đi được anh nhé. Đây là chiếc xe Kia Morning số tự động của em Hương, giá chào bán là 218 triệu thôi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Anh Quyền Trang ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình trên Zalo luôn nhanh nhé. Tư vấn trên Zalo, gửi hình ảnh và video chi tiết ạ. Em chào anh Quốc Tuấn này, xe đang chuẩn bị lên đường rồi anh ơi, em đang cho thợ sắp xe lồng vào rồi. Chắc là bắt đầu chiều nay đẹp ngày đẹp giờ là bắt đầu xe nhà em xe lồng chuyển vào Huế thôi. Anh Quốc Tuấn đã mua chiếc xe i10 của em Hương. Các bác thấy không ạ? Rất là nhiều khách hàng từ những vùng miền khác nhau tin tưởng em Hương trong những buổi livestream, những hình ảnh video và những cam kết vàng của em Hương là đã chốt cọc tiền cho em Hương và tin cậy em Hương đã ship xe cho mình rồi. Nên những bác nào mà quan tâm mẫu xe nào nếu như xa quá thì em có thể hỗ trợ ship cho mình, gọi ship bên thứ ba cho mình. Nên các bác đừng sợ khi mà mua xe bên em nhé. Tỉnh thành nào em cũng đều ship được ạ. Nhà mình có Kia hai đầu không chị, Kia thì em chỉ còn có Kia Cerato thôi anh ạ. Còn đâu là toàn Kia Morning thôi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Anh về. Em chào anh Lê Trung Hiếu nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Hay anh có thích Kia Morning màu đỏ không anh? Trắng, đỏ, vàng em đều có hết. Em phải xin phép vào trong một chút, không máy nó nóng quá lại không like được. Ở đây em có Kia Morning màu đỏ này, Kia Morning đời 2017, số sàn giá chào bán là 228 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu đỏ của em Hương đây. Màu đỏ là một trong những cái màu mà rất là nhiều khách hàng quan tâm. Hầu như cứ một chiếc nào màu đỏ về là em để bán hết ngay, màu đỏ và màu trắng. Đây nhá, 228 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu đỏ đời 2017, động cơ trang bị 1.2, số sàn. Đời rất là cao mà giá rẻ này, màn hình giải trí rất là to luôn, ghế da zin cao cấp, nước sơn màu đỏ đẹp. Kia Morning màu đỏ 228 triệu đời 2017. Bên cạnh chiếc màu đỏ Kia Morning thì em còn có một chiếc xe Kia Hyundai Accent. Hyundai Accent màu đỏ bản nhập khẩu đời 2011, giá chào bán chỉ có 395 triệu thôi. Động cơ trang bị 1.4 nhập khẩu 345 triệu. Xi nhan trên gương phanh ABS chống bó cứng, lốp lắp rất là dày dặn luôn nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Chào bác Hương Xuân này, chào bác Ngọc Tú này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Accent đây, siêu phẩm Accent nhập khẩu đây, máy số rất là ngon, máy số zin luôn. Đời 2011 nhập khẩu, giá chào bán 345 triệu. Bao rút hồ sơ vẫn thương lượng tặng quà lộc lá thêm cho mình. Đời 2011 1.4 các bác nhé, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa này, một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đây là một trong những chiếc xe 7 chỗ ngồi ăn khách nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu một chiếc xe mà form dáng đẹp, option nhiều, mà nội thất, ngoại thất, máy móc đều đẹp luôn. Xpander đời 2020, số tự động, form dáng mới này, biển 99 với nước sơn màu lâu đẹp. Em Hương đang bán chiếc Xpander này là 590 triệu. Bao rút hồ sơ thương lượng lộc lá cho mình. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, đề lộ thông minh đầy đủ hết rồi. Xpander siêu phẩm 7 chỗ ngồi số tự động, máy là máy eco nhá, với động cơ trang bị 1.5 đã là tiết kiệm rồi. Mà em này là máy eco mà không hề yếu như những gì mà các bác truyền tai nhau đâu ạ. Xe lại đi cực khỏe luôn. Xpander 590 triệu còn thương lượng lộc lá thêm. Em chào anh Khổng Hùng, chào anh Lê Trường An, chào anh Lê Giảng. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Em chào anh Cường Nguyễn nhá. Xpander đây, siêu đẹp luôn, máy số zin đẹp, đời 2020, đời cao chót vót luôn. Chào anh Nguyễn Hiếu này, 590 triệu còn thương lượng cho mình. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe i30 bản Crown cao cấp full kịch đời 2010, bản nhập khẩu, một động cơ trang bị 1.6. Em Hương đang bán là 308 triệu cho chiếc xe i30 màu bạc của em Hương ạ. i30 thì em Hương có 3 chiếc, màu trắng, màu xanh và màu bạc. Thì đây là chiếc màu bạc. Anh ơi, anh cái đấy để sau đi. Xe chất, chủ cũng chất. Em cảm ơn anh Nguyễn Hiếu này. i30 đây,
chốt trên livestream cho em chiếc này để cho khách hàng nào may mắn này. Một chiếc xe i30 308 triệu em để cho mình còn 300 triệu tròn. Cửa lóc đầy đủ, sấy sợi kính, sấy sợi ghế, xi nhan trên gương, bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6 đây. Lên đèn bi salon rồi các bác nhá, 308 triệu cho chiếc xe i30. Cắt trên livestream còn 300 triệu tròn. Chào bác Xuân Cường ạ, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương nào. Chào bác Hoàng Thanh, chị Thanh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Bên đây thì em Hương còn có Accent nhá, Accent đời 2018 số sàn, động cơ trang bị là 1.4, em Hương đang bán là 416 triệu. Đèn bi salon, form dáng rất là đẹp luôn, số sàn đây. Nếu như Accent mà các bác không thích đi số tự động thì em còn có số sàn nhá. Đời rất là cao luôn. Đời 2018 mà giá chào bán là 416 triệu, động cơ trang bị 1.4 Hyundai Accent. Xe rất là đẹp luôn. Xi nhan trên gương, tổ hợp phím bấm trên vô lăng rồi. Túi khí an toàn đầy đủ và có phanh ABS này. Bên đây thì em còn có Kia Morning. Morning đời 2010 với động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây ạ. Xi nhan trên gương này, đèn là đèn halogen biển Hà Nội. Chiếc xe này cũng là số tự động giá rẻ nhá. Morning số tự động giá rẻ đời 2010, giá chào bán 225 triệu thôi ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em này. Em chào anh Xuân Vũ này, chào anh Triệu Lâm. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác nhá. Hôm nay Facebook lại bóp tương tác của em Hương rồi. Bên đây thì em còn có một chiếc Gentra này. Gentra đời 2008, bản sedan 2 đầu, mà giá chào bán chỉ có 125 triệu thôi ạ. 125 triệu cho chiếc xe Gentra đời 2008, bản sedan 2 đầu, biển 36 này. Thay một chiếc xe máy cho em, máy số để cực ngon luôn. Bên cạnh chiếc Gentra thì em Hương còn có hai chiếc xe Isuzu. Isuzu đời 2003, máy dầu, số sàn, em Hương đang bán là 140 triệu. Isuzu máy dầu 2006, em Hương đang bán là 160 triệu đây ạ. Có Isuzu máy dầu đi các bác này. Đi công trình, công trường, khu vực mà đường có lầy lội thì Isuzu máy dầu là một trong những sự lựa chọn quá là ok đúng không ạ? Chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em đi nào các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình giúp em nhé. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo đời 2018, động cơ trang bị 1.4, số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đời cao giá rẻ đây ạ. 255 triệu đời 2018 cho siêu phẩm Chevrolet Aveo của em Hương ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em là bác Long Giang ơi, chốt chiếc nào thì bình luận cho em. Tập trung và chia sẻ cho em đi các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. Đừng tiếc những lời chia sẻ mới của em Hương ạ. Bên đây thì em còn có Hyundai i10. i10 với lớp sơn màu trắng bản hatchback, số tự động đẹp, bản nhập khẩu đây. i10 đời 2015, bản nhập Ấn, số tự động, động cơ trang bị 1.2. Em Hương đang bán là 328 triệu. Đây là bản đồ các bác nhé, số tự động bản đồ này, cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm, màn hình giải trí. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ rồi. Chiếc xe i10 này em Hương đang bán là 328 triệu, biển 37, nước sơn màu trắng đẹp. Số tự động thì đi rất là ok luôn, nhàn. Mà cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Với cái dòng i10 hay là Morning đều là một trong những cái dòng xe quá là tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là lành xe các bác nhé. Em chào anh Hà Nguyễn, chào anh Bóng Đen, chào anh Nguyễn Đạt này. Bên đây em còn có Kia Morning. Kia Morning đời 2016 em Hương đang bán là 215 triệu. 215 triệu, nước sơn màu xanh. Còn đây là Kia Morning màu trắng đây ạ. Bản này cũng là một bản một đầu đây. Kia Morning đời 2016 em Hương đang bán là 215 triệu. Hai chiếc này là cùng đời, cùng giá, cùng phân khúc của nhau nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Bên đây thì em còn có Morning màu đỏ này. Rất là nhiều Kia Morning luôn. Em chào anh Đình Mong nào, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em được không ạ? Bên đây thì em có một chiếc xe Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2, số sàn, giá chào bán là 218 triệu. Lên la răng đúc rồi, la răng đúc đầy đủ cho em.
ghế da, vô lăng bọc hết màu đen và đỏ rất là đẹp luôn, màn hình giải trí cỡ lớn nhá. 218 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu đỏ của em Hương ạ. Cảm ơn anh Văn Khương nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Bên đây thì em còn có bán tải này, bán tải Nissan Navara đời 2017 bản nhập khẩu biển Hà Nội. Em Hương đang bán là 535 triệu. Bản này là bản 2.5 máy dầu một cầu số tự động nhá. 535 triệu thương lượng lộc lá cho mình rồi. Cảm ơn bác Ngọc Trâm nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Trương Nguyễn ạ. Bên đây thì em còn có Vios này. Vios đời 2010. Em này là bản Nimo. Bản này cũng gần như là lân lên thành E rồi. Mà đời 2010 động cơ trang bị 1.5. Em Hương đang bán chiếc Vios này với giá là 206 triệu. Trên buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Cắt luôn cho mình cái lẻ đi ạ. Cắt luôn cái lẻ đi. Còn để lại cho mình còn 200 triệu tròn. Cảm ơn bác Ngọc Trâm ạ. Cảm ơn anh các bác khách hàng của em Thương Hương rất là nhiều. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Facebook lại bóp tương tác rồi, một quý cô đồng đánh. Bóp như thế này là em không nhìn thấy khách hàng nhà mình đâu. Nên các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối Zalo 0354602790 để em tư vấn cho mình. Chào anh Tuấn Hùng này. Bên đây thì em còn có Kia Rio này. Hôm trước thì em còn có hai chiếc xe Kia Rio bản sedan. Nhưng mà buổi chiều hôm đấy là em bán hết rồi. Em còn có chiếc xe Kia Rio đời bản hatchback nhé. Đời 2012 nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị 1.4. Giá chào bán là 340 triệu. Lên đèn bi salon rồi. La răng 5 chấu dạng phay, xin nhan trên gương, phanh ABS. Và em này có phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa nhé. Đây ạ, cửa lóc đầy đủ rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng luôn. Đề lỗ thông minh. Màu đỏ số tự động đẹp. Kia Rio đây ạ. 340 triệu thương lượng lộc lá thêm cho mình. Em chào anh Hoàng Linh áo áo này. Anh Hoàng Linh áo ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Anh bận gì mà lâu nay không thấy xem livestream của em Hương ạ. Chào anh Kim Gia Lợi, chào bác Giang Hân. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Lại mới về thêm một em siêu mẹc này các bác này. Mới về thêm một em mẹc. Form dáng quá là xịn sò luôn. Nhưng mà ngày mai em sẽ lên giá báo giống lên sóng báo giá cho mình nhá. Cảm ơn anh Hà Nguyễn ạ. Anh Hà Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương nhá. Bên đây thì em còn có hai chiếc xe 7 chỗ ngồi giá rẻ đây. Chiếc xe của em Hương này là mang tên là Kia Carren. Kia Carren đời 2010 với động cơ trang bị 2.0 số tự động đẹp. 7 chỗ ngồi số tự động biển 38. Lên đèn bi salon đầy đủ cho em rồi. Giá chào bán là 270 triệu. 270 triệu cho chiếc xe Kia Carren của em Hương đây ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Captiva. Captiva đời 2015. Với động cơ trang bị 2.4, em Hương đang bán là 215 triệu. Đời 2007 các bác nhé. Hỗ trợ trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo. Có cho em đèn bi salon xi nhan trên gương và máy số thì cực ngon luôn. Em chào anh Nguyễn Nhàn, chào anh đồ gỗ quân gấm này. Cảm ơn anh Hà Nguyễn đã chia sẻ cho em nhé. Khách hàng ơi, hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Tầm kinh tế mà hơn 200 mà muốn đi xe bản sedan hai đầu form dáng thể thao đẹp thì chỉ có thể là đi Cruise thôi. Cruise. Ở đây em Hương có một chiếc xe Cruise đời 2012, động cơ trang bị 1.6, giá chào bán là 258 triệu. Cruise đời 2012 258 triệu. Xe rất là đẹp luôn các bác ạ. Nếu như bác nào mà thích dòng sedan hai đầu mà tầm tiền trên 200 thì Cruise là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo của mình luôn nhé. Phanh ABS đầy đủ cho em, la răng này, 5 chấu thể thao đẹp xịn sò, xi nhan trên hông. 258 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruise của em Hương này. Ghế da xịn sò, thảm bệ sạch sẽ nhé. Máy số ngon, màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Cruise đi rất là sướng luôn. Dòng xe nó rất là đầm xe các bác ạ. Đi nó không bị yếu xe. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em là anh cứ chia sẻ đi ạ. Lúc nào mà mua xe của em Hương ít nhất các bác nào chia sẻ bớt luôn cho mình 10-15 triệu luôn cho những khách quen của em Hương ạ. Bên đây thì còn có một chiếc xe Toyota Camry. Toyota Camry đời 2009 nhá. Một chủ sử dụng từ mới. Em này là thương hiệu rồi, lồi đồng cối đá này. Toyota Camry, một trong những dòng phân khúc hạng sang đến từ nhà Toyota. Lên đèn bi salon, một chủ sử dụng từ mới, xi nhan trên gương, số tự động đẹp. Camry nhập đài đời 2009, động cơ 2.0. Em Hương đang bán là 415 triệu thôi ạ. 415 triệu cho chiếc xe Toyota Camry nhá. Xe chuẩn phó giám đốc đi rất là đẹp luôn.
form dáng rất là đẹp các bác ạ. Em chào anh Quân này, chào anh Đào Phước, chào bác Triều Tím. Chia sẻ lên nào các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên nào. Đấy, nhiều khách hàng mua xe của em Hương vì sao được cái giá hời là vì em nhìn thấy là hay theo dõi livestream của em này, xong lại hay chia sẻ cho em này. Đây là lúc chốt xe bao giờ em cũng để cho mình cái giá gọi là giật mình luôn đúng không ạ? Giật mình luôn. Em chào anh Hải Nguyễn, chào anh Định Múc. Bên đây thì còn có i30, i30 bản Crown cao cấp full kịch. Đây là chiếc màu trắng của em Hương này, biển Hà Nội, đời 2009, bản nhập khẩu nhá. Form dáng hay là máy số thì đều chất đừ cho em luôn. 308 triệu. Trên livestream em để cho bác nào chốt trên livestream chiếc này còn 300 triệu tròn. Xin nhan trên gương, đèn bi salon, cửa sổ lóc đầy đủ rồi. Sấy sợi kính này, sấy sợi ghế nhá. Xe rất là đẹp luôn. Anh Văn Khương ơi, bác Giang Hân ơi, bác Trương Văn Hùng ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đi nào. Mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em nào, lắng quá. Lắng quá cơ. Cảm ơn bác Giang Hân nhá. Bên đây thì em cũng có một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Morning số tự động đời 2004, đăng ký 2007 ạ. Chia sẻ có được thẻ không anh Đình Múc ơi? Không cần thẻ hay gì cả, chỉ cần là hôm nay anh Đình Múc chia sẻ cho em, mai anh mua xe là giá nó sẽ là giật mình rồi. Vì bộ nhớ trong lão em của em rất là nhiều, dù có hàng nghìn, hàng trăm khách hàng nhưng trong lão em chỉ cần nhìn tên là em biết là khách hàng nào hay theo dõi của em rồi. Rất là ok luôn anh nhá. Cứ chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Giá cứ phải 10-15 triệu chốt cho các hàng nhà mình bớt luôn, giảm sâu cực sàn luôn. Em chào anh Nguyễn Văn này. Kia Morning bản SLX, bản này bản đủ này, biển Hà Nội, một chủ sử dụng, cam kết không đâm xô, không ngập nước, 158 triệu, đời 2004, đăng ký 2007, số tự động đẹp, form dáng rất là ngon luôn. Máy số cực ngon, thay một chiếc xe máy hai vợ chồng đều có thể đi được vì là số tự động mà, rất là nhàn luôn. Ok nhé, em cảm ơn anh Định Múc nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương đi nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Ford Mondeo. Ford Mondeo form dáng này gọi là chuẩn cán bộ chưa ạ? Xin nhan trên gương, số tự động đẹp mà giá chỉ có 158 triệu thôi. Nếu như Ford Mondeo mà các bác đã từng trải nghiệm rồi thì nó gần như là một dòng xe sang, xe hạng sang luôn. Xe rất là đẹp luôn, đi máy số này và cảm nhận thì nó cực đầm, cực sướng. Những dòng xe cỏ không bao giờ thua, không bao giờ bằng được em này đâu ạ. Ford Mondeo đời 2005, động cơ trang bị 2.5, 185 triệu, em Hương bán trên livestream. Chốt trên livestream cho em còn 180 triệu cộng bao hồ sơ. Số tự động đẹp, phanh ABS, chống bó cứng đầy đủ rồi. Form dáng thì gần như xe mẹt, form dáng thì rất là sang luôn. Bên cạnh chiếc xe Ford Mondeo số tự động, form dáng hạng sang thì em lại có một chiếc xe, một chiếc xe Accent, Hyundai Accent đời 2019 với lớp sơn màu nâu cà phê đẹp. Em Hương bán lúc nào cũng mềm mại, đúng rồi anh ơi. Bây giờ cạnh tranh nhau không phải là chỉ về chất lượng mà còn phải về giá nữa. Xe mà đẹp mà giá ngất ngưởng cũng không ai người ta quan tâm. Mà xe mà có rẻ quá mà xe lại đâm xô thì người ta còn lé luôn. Nên là bọn em sẽ phải cân đối làm sao xe về chất lượng nhất. Và giá không cam kết là rẻ nhất thị trường, nhưng mà phải phù hợp mềm mại với túi tiền khách hàng nhà mình. Vì nếu như xe rẻ quá thì không thể nào là xe đẹp được. Nếu như xe rẻ quá chỉ có thể xe đâm đụng ngập nước thôi. Sao nhiều xe màu đen ít màu trắng ạ? À? Đây anh Nguyễn Bảo ơi, bên cạnh em là một chiếc xe Hyundai Accent. Accent bản Blue cao cấp đời 2015, giá chào bán 375 triệu. Và điều đặc biệt là em này màu trắng, trắng như Ngọc Trinh luôn, trắng luôn. Trắng rất là nhiều anh nhá, tại vì là em thép xe màu. Trong dàn kia là em để màu tối, nhưng mà riêng do cái ngoài này em đang đến dàn màu trắng này anh ơi. Lúc này thì lại nhiều trắng quá. Anh Nguyễn Bảo này, lúc ở đây thì lại nhiều trắng quá này. Đấy, tại vì là em xếp theo màu nhìn cho nó dễ. Bác nào mà thích bảo anh quan tâm màu trắng nha anh Nguyễn Bảo, là em lia một phát điện thoại ra hết vào dàn màu trắng ngay. Anh Nguyễn Bảo để lại số điện thoại cho em và chia sẻ cho em nhé. Chào bác Hào Đỗ, chào anh Cơ Khí Hương Linh này. Accent bản Blue cao cấp đời 2015, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4 bản nhập khẩu, xin nhan trên gương, phanh ABS đầy đủ rồi, cửa lóc đầy đủ luôn. Đây màu trắng đẹp đây, Accent đây anh nhá. Em sẽ mở bên trong nội thất chiếc Accent này ra. Accent là một trong những cái dòng xe mà dù khách hàng có khó tính này, có yêu cầu cao như thế nào thì em nó cũng đều đáp ứng được. Tiết kiệm nhiên liệu, máy số ngon, đi khỏe. Thân vỏ thì cứng cáp, phanh ABS, phong cách thì xịn sò luôn, trẻ trung, năng động, không hề bị già xe đâu.
phong cách nhìn rất là trẻ trung. Accent Blue cao cấp đời 2015 em Hương đang bán là 375 triệu, còn thương lượng lộc lá, nên bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em còn có Accent, Accent số sàn đời 2019, nước sơn màu lô đẹp, zin đẹp toàn xe luôn, đèn bi salon, phanh ABS xi nhan trên gương, động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 428 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent mới kính quang luôn ạ. Vios khoảng 200 không? Vios khoảng 200 thì em có luôn một chiếc xe Vios đây. Vios đời 2009 em Hương đang bán là 185 triệu, số sàn, động cơ trang bị 1.5, biển 37 nhá. Vios bản limo nhá anh nhá, bản limo. Đời 2009 185 triệu có Vios đi. Còn nếu như mà tầm tài chính hơn một chút thì em còn có Vios đời cao hơn nhá. Em còn có Vios đời 2011 và có Vios đời 2016 nữa. Bên cạnh chiếc xe này thì em còn có một siêu phẩm đây, lồi đồng cối đá phá không hỏng, một chiếc xe Corona Antis đời 2010, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 395 triệu. 395 triệu cho siêu phẩm Corona Antis của em Hương. Corona Antis của em Hương đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình nên 50 khách hàng thân yêu của em Hương ơi. Em chào anh Dũng Phạm, chào anh Đồ Gỗ Việt, chào anh Quang Hồng. Vừa rồi khát nước quá thì em phải xin một hớp nước. Anh Nguyễn Bạo để lại số điện thoại nha, em sẽ tư vấn cho anh. Nếu như màu trắng mà anh không ưng thì em còn có màu đen không ưng này, em còn có cả màu trắng này. Fiat màu trắng đẹp như thế này cũng chỉ có 210 triệu thôi. Nếu như không thích màu đen thì em còn có Fiat màu trắng đây. Có bán tải không anh Quang Hải ơi? Em có bán tải nhá. Em có Isuzu D-Max 2017 535 triệu, Chi Tông 2017 485 triệu, bán tải Vua Gai chắc hơn 600 triệu. Nissan Navara em có 2 chiếc 300 hơn và hơn 500 nhá. Em nhiều bán tải lắm mà, đợi em một chút em sẽ quay bán tải cho mình nhá. Bán tải em có Isuzu D-Max, nhưng đợi em một chút là em sẽ ra quay bán tải cho mình. Còn đây là bên trong chiếc xe Vios này. Vios này 210 triệu đồng, bác nào mà mua trên livestream em cắt xả lỗ, cũng như coi như tặng khách hàng nhà mình còn 200 triệu tròn thôi. Đời 2011 đây ạ. Chốt luôn trên livestream cho em đi ạ. Bán tải đợi em một chút ạ, cho em xin một chút thôi để em sẽ quay bán tải cho mình. Em đang ở trong cái hàng này rồi. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze. Sáng hôm nay bác nào hỏi Cruze nhưng mà vì em đang có khách mua i10 em chưa thể chụp ảnh được. Đây em quay luôn này. Chevrolet Cruze biển 20 với nước sơn màu đen, điểm nhấn nó là cái sơn màu trắng ở trên lắp cabo. Phong cách thể thao lệ, đèn bi salon đây ạ. Vios màu trắng này của em Hương là 210 triệu đồng. Nếu như anh Nguyễn Bạo chốt trên livestream ngày hôm nay tặng luôn cho anh 10 triệu đồng, còn 200 triệu tròn. Còn 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios của em Hương nhá. 210 còn 200 triệu tròn, chốt trên livestream cho em. Chỉ chốt trên livestream thì em mới để cho mình cái giá này thôi. Quay anh con Lavara. Lavara em có màu trắng và màu xanh. Màu trắng là 2017, em Hương đang bán là 535 triệu. Màu xanh là 2014, đăng ký 2015 2013, đăng ký 2014 à 2015 là 395 triệu. Anh quan tâm chiếc xe nào anh nhỉ? Đợi em một chút anh nhá, anh Quang Hải để lại số. Ở đây thì em có Cruze này. Chiếc xe này em rất là ưng ý luôn. Vì với cái tầm tiền trên 200 mà đi phong cách thể thao như thế này. Đây các bác nhìn này, la răng 5 chấu dạng phay gương này. Đây, Cruze đời 2011, động cơ trang bị 1.6, bản sedan 2 đầu đẹp. Em Hương đang bán là 245 triệu, form dáng rất là cứng cáp luôn. Bán không biết bao nhiêu chiếc Cruze như thế này rồi. Mà cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy, tầm tiền chỉ có 245 triệu thôi. Anh em này. Vừa rồi mạng của em nó bị ao ra do nóng quá các bác ạ. Bác nào còn ở đây thì vào xem lại giúp em nhé. Xem được chưa? Vios 2010 ạ. Em có 2011 anh nhé. 2010 là bản limo, 2011 là bản e. Quay Nissan Navara cho anh Quang Hải xem đây này. Nissan đâu kia rồi. Các bác
ơi, chia sẻ lại cho em mới. Vừa rồi lên 5-60 khách hàng rồi, nhưng mà lắng quá nó ao ra lại thoát hết ra rồi. Khách hàng ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên ạ. Em sẽ quay bán tải Lisan nhá. Vừa rồi mạng nó hơi bị ao, nó lắng quá là điện thoại nó không cho like luôn. Đây, chiếc Lisan của em Hương đây, biển Hà Nội, bán tải Lisan Navera với nước sơn màu xanh đẹp đây, dưới 400 triệu mua được bán tải hai cầu máy dầu số tự động đẹp đây ạ. Lisan Navera đời 2014, đăng ký 2015. Em Hương đang bán là 398 triệu. Điều đặc biệt là gì? Dưới 400 triệu mua được bán tải hai cầu máy dầu số tự động đẹp đây. Bán tải Lisan Navera 395 triệu biển Hà Nội. Vì ở đây nó bị lắng nên em xin phép quay nhanh nhé. Ở đây thì còn có bán tải Isuzu D-Max lốp sơ cua còn chưa thèm hạ cơ. Một dàn lốp mới theo xe. Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Em Hương đang bán chiếc Isuzu D-Max này nè, 535 triệu, số tự động máy dầu, biển Hà Nội, không đâm xô, không ngập nước, máy số zin, sơn zin đẹp luôn. Isuzu D-Max thương lượng lộc ná thêm cho mình nên thùng cao rồi, bán tải thì một dàn luôn. Đây, bán tải nữa đây. 398 triệu cho chiếc bán tải Nissan Navera của em Hương nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại em tư vấn cho mình, gửi hình ảnh video chi tiết cho mình ạ. Em chào anh Minh Quân này. Bên đây thì em còn có một chiếc bán tải Chi Tông. Nhà phải là trên dưới chục chiếc xe bán tải các bác ạ. Đây, chiếc xe Chi Tông biển 34 Hải Dương của em Hương đây ạ. Bán tải Chi Tông với nước sơn màu xanh rất là đẹp, mới cứng luôn. Ốp hết tay lắm cửa rồi. Chi Tông đời 2017, máy dầu, số tự động một cầu, em Hương đang bán là 485 triệu. 485 triệu cho chiếc xe bán tải Chi Tông của em Hương nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì chia sẻ lên cho em nào, để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Cu Cúc này, chào anh Nguyễn Văn Dũng này, chào anh Tăng Quy này, chào anh Đỗ Hùng, chào bác Mi Hà, chào anh Nguyễn Văn Giang ạ. Chia sẻ cho em đây Hương nào. Chào anh Nguyễn Minh Hải nhé. Đây là bên trong nội thất của chiếc bán tải Chi Tông đời 2017, đời rất là cao. Giá chào bán là 485 triệu, máy dầu một cầu, số tự động bản nhập khẩu đẹp, trần da 5D rồi. Lên thùng thấp luôn rồi các bác nhá, lên thùng thấp luôn rồi. Quan tâm mẫu xe thì cứ để lại số điện thoại cho em. Chia sẻ cho em Hương đây nào. Vừa rồi đã 5-60 khách hàng rồi nhưng mà là bị nóng quá là bị ao ra. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc bán tải, một chiếc xe form dáng rất là lớn luôn. Một chiếc xe Fortuner, Fortuner máy xăng, hai cầu số tự động đẹp. Chiếc xe Fortuner này màu đen đẹp của em Hương đang bán là 386 triệu. Fortuner 386 triệu, 7 chỗ ngồi, số tự động bản này 2.7 nhá. Giá rất là mềm luôn so với giá trị xe. Có i10 sedan, em có i10 sedan đời 2016, giá chào bán là 255 triệu. Anh ơi để lại số điện thoại cho em nhé. Anh ơi để lại số điện thoại cho em nhé. Anh Cu Cúc nhé, để lại số điện thoại. Em sẽ tư vấn cho mình về chiếc i10 sedan hai đầu của em Hương. Chào anh Ngọc Tân, chào anh Long Hoàng, chào anh Mạnh Cao. Đây là Fortuner này. Em sẽ đi ra bên ngoài nhé. Bên ngoài còn rất nhiều xe. Accent màu đỏ đẹp, số tự động trên 300 triệu một xíu thôi, 345 triệu. Có Hyundai Accent bản nhập khẩu, số tự động đi. Động cơ trang bị 1.4, xe rất là đẹp luôn. Chào anh Hin Hải Dương nào, chắc anh Hải Dương cùng quê với em rồi. Chia sẻ nhiệt tình nên cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm cho em được Hương được không ạ? Ở bên ngoài em Hương còn nhiều xe lắm này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Range Rover, Range Rover máy số zin. Em này đến từ thành phố hả? Em này đến từ Sài Gòn đây. Range Rover máy xăng, số tự động đẹp. Em này đến từ Anh Quốc này, giá chào bán là 699 triệu, có chế độ lâng hạ gầm, đèn bi salon. Các bác nhìn form dáng này. Đấy, nếu như G63 đã đẹp rồi thì Range Rover nó là trên cả đẳng cấp luôn. Bên cạnh Range Rover là một chiếc xe Fortuner. Fortuner đời 2013 em Hương đang bán là 450 triệu. Chiếc xe Fortuner gương kính cụp chỉnh tự động, đèn bi salon gốc Hà Nội. Em này là một cầu nhá, 450 triệu ạ. Đây rồi, em xem là để em lướt xem là i10 em để ở đâu ạ. Chị ơi, i10 sedan đâu nhỉ chị nhỉ? Chị ơi, Tú ơi Tú, i10 đâu nhỉ? Sedan hai đầu ấy.
Y10 hôm nay nhà em đi công vụ rồi. Anh Cu Cúc ơi, anh để lại số điện thoại cho em nhé. Có con nào 170 triệu giá có con nào 7 chỗ giá 150 triệu đời cao không? Nói chung là đối với cái giá đấy thì kể cả mua xe gì cũng đời không được cao đâu anh ạ. Nếu như 150 triệu mà mua xe 7 chỗ ngồi thì mua được Isuzu máy dầu nhá. Isuzu máy dầu 130 triệu đời 2004 và Isuzu máy dầu 160 triệu đời 2007 nhanh nhá. Còn nếu như đời cao thì nó lại không ở cái mức giá 150 triệu đâu ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Cu Cúc ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Có con gì Toyota. Anh Nguyễn Sô, em chưa đọc được này. Có con Zotado. Anh Nguyễn Sô ơi, để lại viết lại tên xe của em với, em chưa dịch được tên xe. Đời 2016 ạ. Anh Đỗ LT ơi, chia sẻ. Anh Ước Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương nào. Có con H. Quay Tucson, dạ ok anh Hùng. Anh Hùng ơi, Tucson em về đây. Đây rồi, chúc Tucson mà em Hương rất là ưng ý này. Lắng quá. Đây nha, em mới về chiếc Tucson đây. Một chiếc Tucson biển Hà Nội, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Tucson biển Hà Nội màu lâu đẹp, đèn bi salon, giải đèn led xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh điện. Tucson đời 2010 em Hương đang bán là 438 triệu. Hai cầu máy xăng, số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao có Tucson này. Cửa sổ trời toàn cảnh xin nhan trên gương, một dàn lốp mới dày dặn đầy đủ cho em. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Túi khí an toàn, màn hình cỡ lớn rồi. Em này thì em cầm chìa khóa chốt rồi, nên là quên không mở ra nên là chưa quay được nội thất nhá. Quan tâm thì để lại số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình về chiếc Tucson này. Chiếc này là đời 2010, bản nhập khẩu, máy cà xăng, hai cầu, số tự động đẹp, 438 triệu. Em còn đang về một chiếc màu đen nữa cơ. Nếu như 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson, em còn đang về chiếc màu đen nữa cơ. Chia sẻ cho em Lê Hương nhiệt tình lên các bác ơi. Chào anh Duyên Lê này. Ở bên ngoài em còn nhiều xe lắm này. Ở bên ngoài em còn có 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng giá chỉ có 420 triệu thôi. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, máy số zin, sơn zin đẹp luôn. Giá chào bán 420 triệu, đời 2015, bản Titanium cao cấp nhất. Chiếc xe Ford EcoSport của em Hương đây ạ, màu đỏ đẹp. Một chiếc duy nhất, nếu như lên sóng 24 giờ là bay thôi. Bên đây thì còn có một chiếc xe CRV, Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao, em Hương đang bán này. Con Tucson ở bên kia. Con Tucson nào nhỉ? Anh ơi để lại số điện thoại nhá, để em sẽ tư vấn cho mình nhá. Em về thêm mấy Tucson cơ. Chiếc xe này là 5 chỗ ngồi gầm cao CRV 408 triệu đời 2009, số tự động đây ạ. Ở đây thì còn có Vios này. Vios bản E xịn đời 2016, em Hương đang bán là 365 triệu. Vios bản E xịn luôn các bác nhá, 365 triệu, tư nhân sử dụng, một chủ từ mới, không taxi và không dịch vụ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào. Chevrolet Cruze thì có đời 2012 màu trắng, em Hương đang bán là 258 triệu với nước sơn màu trắng Chevrolet Cruze. Còn bên đây thì em Hương có một chiếc xe Vios đời 2011, máy số rất là ngon luôn. Giá chào bán chỉ có 265 triệu thôi. Em này cũng là bản E xịn nhá. Đâu nhở, còn chiếc Tucson là chiếc Tucson kia em đang đi công vụ rồi anh ơi. Đây Tucson đây. Lắng quá ạ. Tucson 2010, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 438 triệu cho chiếc Tucson của em Hương. Cửa sổ trời toàn cảnh full HD không che. Con nào? Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào. Kia Cerato bao nhiêu vậy gái? Kia Cerato đây anh ơi. Siêu phẩm Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp, em Hương đang bán là 479 triệu. 479 triệu vẫn thương lượng lộc lá cho mình. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, đèn bi salon, 10 mắt cảm 8 mắt cảm biến va chạm trước sau, la răng hoa mai dạng mới này. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi, 479 triệu đời 2017.
số tự động đẹp ghế lái chỉnh điện Kia Cerato phân khúc thể thao, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, màn hình cỡ lớn nhé. Máy số zin, ghế da cao cấp. Đây, trần các bác nhìn là trần rất là đẹp, sạch sẽ luôn, cửa lóc xịn xò. Đây là siêu phẩm Kia Cerato của em Hương đây ạ. Lớp sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Anh Nguyễn Bảo ơi, Kia Cerato đây nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn này. Chào anh Vũ Thế Hùng, chào anh Đình Thinh, chào anh Hồ Đình Tân, chào anh Tần Thủy Hoàn, chào anh Vũ Thế Hùng, chào anh Đình Thinh nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương nào. Bác Ngọc Ngân ơi, bác Phong Bùi ơi, chia sẻ cho em Hương được không ạ? Quá là nhiều khách hàng đang quan tâm về xe rồi. Đằng sau chiếc xe Kia Cerato, em Hương còn có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 form dáng mới, màu đỏ đẹp, phanh tay điện tử và hai chế độ lái. Chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. Giá chào bán là 555 triệu đời 2017 ạ. Động cơ trang bị 1.5, có xe Mazda 3 đi. Đèn bi salon đẹp rồi. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Cửa lóc đầy đủ cho em luôn rồi các bác nhé. Đây ạ, đây là bên trong khoang động cơ, máy móc, nội thất của chiếc xe Mazda 3, phanh tay điện tử, hai chế độ lái này. Có hỗ trợ chống trơn trượt, khóa cầu V-size đầy đủ cho em. Cửa sổ trời, gảy số thể thao trên vô lăng, khẩu lệnh nghe gọi đầy đủ hết rồi. Dòng xe phân khúc hạng sang, sedan 2 đầu. Không chỉ những máy số ngon mà form dáng cũng rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Em chào anh Cường Hoàng, chào anh Vũ Thế Hùng. 50 khách hàng, một khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ ạ. Em chào bác Lợi Phạm này. Vừa rồi thì nó bị đơ đơ một chút nên là nhiều khách hàng ao ra quá ạ. Y10 và Morning là bên em Hương nhiều nhất nhá. Bác nào quan tâm về Y10 thì để lại số điện thoại cho em. Ở đây em Hương có một chiếc xe Y10. Y10 biển 34. Y10 đời 2015. Em Hương đang bán là 320 triệu bản nhập Ấn, số tự động, động cơ trang bị 1.0 đây. Cho chiếc xe Y10 của em Hương. Số tự động nhập Ấn đây ạ, có Y10 đi nhá. Ở đây thì còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi số tự động đây, một siêu phẩm CDX. CDX nhập khẩu đây ạ. CDX nhập khẩu đời 2009, nhập khẩu 1.6. Em Hương đang bán là 238 triệu với nước sơn màu xanh đẹp. Có CDX đi. À, Y10 như ở đây rồi. Chào anh Dương Phạm, đây rồi. Vừa rồi bác nào hỏi Y10 thì Y10 sedan 2 đầu đây. Y10 bản sedan 2 đầu đời 2016, nhập khẩu, động cơ trang bị 1.2. Màn hình giải trí rồi, ốp mạ chrome cao cấp, tay lắm cửa, lẹp chân kính này. Em Hương đang bán là 255 triệu cho chiếc Y10 bản sedan 2 đầu đây ạ. Trong một dừng xe Y10 thì đây là chiếc duy nhất hiện tại bên em Hương đang có nhé. Bản sedan 2 đầu Y10 đây, ghế vải cao cấp xịn sò, trần da, trần lỉ nguyên zin luôn. Đây, mâm đây, các bác nhìn đây ạ. Giá chào bán là 255 triệu ạ. Bên cạnh chiếc Y10 thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2010, số tự động bản nhập khẩu đây. Em này cũng chỉ có giá là 230 triệu thôi. Xin nhan trên gương, la răng hoa mai dạng mới, sấy sợi kính, sấy sợi ghế đầy đủ cho em Hương rồi. Màn hình giải trí cũng có luôn nhá. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Kết nối Zalo 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Ở đây thì em Hương còn có Innova này. Innova đời 2007, số sàn, động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang bán chiếc Innova này là 240 triệu, không taxi và không khoan đục. Giá trên là còn thương lượng thêm cho mình nhé. 2007 chủ, một chủ sử dụng. Máy số zin, không taxi, không khoan đục. Innova bản G. Em Hương đang bán là 240 triệu này. Chào anh Nguyễn Quốc Đạt, chào anh còn lâu mới biết, chào anh Trần Tuyến này. Chào anh Nguyễn Văn Trung, chào anh Đặng Hoàng, chào anh Hoàn tiếp theo này, chào anh tên gì. Ở đây còn có một chiếc xe Kia Morning. Morning bản SI đời 2015, đăng ký 2016. Giá chào bán là 255 triệu. Chiếc xe Kia Morning bản SI với cái lớp sơn màu lâu lông chuột rất là đẹp luôn. Xin nhan đầy đủ rồi. À, đèn bi salon lên đèn bi rồi. 255 triệu bản SI. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đây nào các bác ơi. Ở kia còn một dàn xe Hyundai Accent và một chiếc xe Hyundai Avante nữa. Quá là nhiều xe luôn. Nhưng mà có lẽ là em Hương xin phép được dừng buổi live ở đây rồi. Lắng quá không thể chịu được. Bác nào quan tâm về bán tải thì có một dàn bán tải đây. Em chào anh Nguyễn Quốc Đạt, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé.
12 giờ trưa không ngủ hả em? À, em có thể ngủ cả ngày nhưng mà em sẽ thức từ 11 rưỡi. Từ 11 giờ 30 đến 1 giờ chiều là em sẽ thức nhá. Em chào anh Phạm Dũng ạ. Chào anh Lê Thế Viện này. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Có lẽ là em cũng xin phép được dừng livestream ở đây. Thật sự là bị say lắng các bác ạ. Anh Khánh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. Anh Khang ơi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe đang được chào bán tại bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Em chào anh Thanh Hoa này. Ui dồi. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 thì để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thời tiết Hải Dương nó lắng lóng quá mà em cũng báo giá cũng được 80% xe rồi. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em. Vì trên Zalo em sẽ gửi cho mình được hình ảnh này, video chi tiết về từng mẫu xe, từ trong nội thất, ngoại thất và khoang máy móc. Còn trên livestream em chỉ báo qua về nhìn qua được một chút option và ngoại hình thôi và báo giá thôi. Nên bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em, kết nối Zalo em nhé, 0354602790. Và đến trực tiếp bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Em sẽ tư vấn cho mình về một dòng xe mà mình thích hợp nhất trong tầm kinh tế mình có ạ. Bên em Hương thì luôn làm về những dòng xe như Vios này, i10, Kia Morning và những dòng xe thể thao và xe bán tải thì như có Cerato này, Forte này, Mazda, rất là nhiều những dòng xe thương hiệu em làm hết luôn. Bán tải cũng về rất là nhiều. Hôm nay thì em Hương có về thêm Tucson nhá. Những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì em luôn về thêm rất là nhiều. Nên là bác nào quan tâm thì cứ để lại số cho em ạ. 11:30 ngày mai thì em lại lên sóng báo giá trực tiếp nhé. Nếu như bác nào mà cứ quan tâm thì cứ 11:30 thì em sẽ lên sóng này. Và bác nào chưa ấn nút đăng ký kênh, chưa ấn nút thích trang thì cho em Hương xin một lượt đăng ký kênh và thích trang nhé. Còn có lẽ bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vì bây giờ em cũng đang có khách đến xem xe rồi. Để chốt chiếc xe i10 cho một bác ở bên Cẩm Giàng rồi. Nên là bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Chào anh Bùi Tuấn này, chào anh Lê Duận. Chào bác Thúc Luyến nhé, chào anh Hòa Trần. À, hẹn gặp lại khách hàng nhà mình vào 11:30 ngày mai thì em sẽ lại lên sóng ạ. Chào anh Nguyễn Dũng nhé, xin chào và hẹn gặp lại ạ.